Thôi, bố mà dậy là chết cả lũ đấy. Khẽ thôi, không bố dậy đấy. Sao hai đứa về muộn thế này? Bố chưa ngủ à? Có chuyện gì thế này con? Cả đây nữa này, làm sao? Không sao đâu bố ạ, thôi bọn con đi ngủ đây. Hay là cái Dương lại gây ra chuyện gì làm liên lụy đến chị hả? Thôi, chuyện nó cũng qua rồi mà bố, bọn con đi ngủ đấy. Đi. Đi. Chị đúng là biết cách khiến người ta nhận ra là lòng tốt của người ta đặt nhầm chỗ đấy. Sao? Có gan bán hàng dở mà không có gan nhận à? Con buôn bán làm ăn thế nào mà để ra nông nỗi này hả con? Chỉ là hiểu lầm một tí thôi bố ạ. Nhưng mà con giải quyết xong rồi, bố đừng lo nhá. Đừng lo, đừng lo. Xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, con bảo bố ngủ làm sao được? Con không sao mà bố. Thôi bố đi ngủ đi. Con buồn ngủ lắm rồi, con đi lên phòng đây. Không sao. Bố vào được không? Hôm nay con đã đi đâu? Con đi đâu? Quan trọng gì với bố? Bố lo ấy thì chờ chị tắm xong ra mà hỏi. Hỏi con làm gì? Con đi ngủ đây. Chúc mừng sinh nhật con. Mày cứ suốt ngày ghen tị là bố yêu tao hơn mày. Nhưng mà với cái thái độ xưng xỉa của mày ấy, ai mà thương cho nổi. Đấy, khiếp. Động nói một cái là mắt trợn trừng như lợn luộc cái trông kinh không. Dù cho bố có hay mắng mày, nhưng mà chưa một năm nào bố quên tặng quà sinh nhật cho mày. Từ năm 6 tuổi, 13 năm, 13 cái váy, một thứ em không bao giờ mặc, bố biết mà, vẫn tặng. Bố vẫn tặng là bởi vì bố vẫn kiên trì chờ đợi cho tới khi nào mày ra hồn là một đứa con gái, hiểu chưa? Mặc thử xem nào. Đẹp mà, thử một cái chết ai. Đừng người ta dùng vũ lực đấy. Ôi đau quá. Chết rồi. Dao ơi. À, gặp ông à. Này, ông ơi, điện thoại của ông này. Của con Dương à? Không, của bố nó đấy. Của bố nó thì tôi không thèm nghe. Bà bảo với nó rằng không nuôi được con thì đem về đây tôi nuôi. Con ơi, bố con đang bận một tí, có gì nói với mẹ cũng được nhá. Con chỉ muốn báo cho bố mẹ biết là đêm qua hai đứa nó về rồi, nhưng muộn quá nên con không gọi ạ.
À, nó về rồi à? Đúng, cái đồ vứt đuôi. Con ơi, mẹ bảo này, bây giờ con nó lớn rồi, có cái gì con cứ nhẹ nhàng mà nói chuyện với con nhá, chứ đừng nặng chân nặng tay với nó. Nghe mẹ đi nhá. Dạ vâng ạ. Con chào bố mẹ.